hoạt động tiếp xúc cử tri tiếp tục được Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo đổi mới, tăng các cuộc tiếp xúc, phối hợp tiếp xúc gắn với chỉ đạo giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, nhân dân. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo tổ chức tiếp xúc cử tri tại 160 điểm, tiếp thu 667 ý kiến kiến nghị của cử tri, nhân dân. Đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo giải quyết xong và trả lời 492 ý kiến. Hiện còn 175 ý kiến đang tiếp tục được xem xét giải quyết, trả lời theo quy định. Việc phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri hai cấp tỉnh, huyện hoặc cấp huyện, xã được tăng cường. Tại các cuộc tiếp xúc đều có sự tham gia của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng. Nội dung các cuộc tiếp xúc cử tri được đổi mới, tập trung làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm. Hầu hết ý kiến kiến nghị đều được chính quyền, ngành chức năng chỉ đạo phối hợp giải quyết theo quy định.